Hello các chị, hôm nay kem đêm Calico Blood nhà em về rất là nhiều nhá. Em tranh thủ mở một hộp để quay chất kem cho các chị xem này. Đấy, kem rất là đẹp. Em quay cam thường hết đấy nhá. Sánh mịn ơi là mịn, mùi thơm dễ chịu cực kỳ luôn. Các chị nhìn thấy không? Kem này thì công dụng của nó là dưỡng trắng, trị nám, tái tạo da và các xịt spa. Lấy số lượng bên nhà em rất là nhiều, một lần lấy cứ 500 hũ, 200 hũ, 400 hũ rất là nhiều nhé. Đây là loại kem đêm ở trong bộ Kayoko Blood màu đỏ 6 món đấy. Công ty sản xuất riêng loại kem đêm này. Các chị mua thì liên hệ với em 5 qua số điện thoại 0359 447 339.